5 tuyệt chiêu giúp cho con hào hứng học bài. Và có rất nhiều các bậc phụ huynh cần tư vấn về cái vấn đề là con mình không tập trung học, hoặc là con mình học chểnh mảng, hoặc con mình rất là lười học. Và cô Anh biết rằng cái hành trình đi học của những cái đứa trẻ bây giờ cũng cực kỳ vật lộn. Không chỉ có các phụ huynh cần tư vấn mà các con cũng rất là có nhiều vấn đề trong cái hành trình đi học. Và các con cũng nói là cô Anh ơi, sao mà con chẳng thích học tí nào, cô Anh ơi đến trường chán lắm, cô Anh ơi cái môn này khó lắm, cái môn kia khó lắm. Điều gì đã khiến cho kể cả phụ huynh, kể cả các con đều cảm thấy không có hào hứng trong cái việc học? Phụ huynh thì vô cùng áp lực, thì còn các con thì cực kỳ chán nản. Vì vậy, 5 cái tuyệt chiêu giúp con hào hứng học bài. Và khi mà con anh áp dụng 5 cái tuyệt chiêu này, nó không hề dễ dàng để áp dụng các anh chị nhé. Nó không hề dễ dàng để áp dụng, con anh phải nói lại như vậy. Nhưng khi cô anh áp dụng 5 cái tuyệt chiêu này với tất cả những cái đứa trẻ, thì tỷ lệ các con không phải là hào hứng nữa mà các con chọn việc học là hàng đầu thì gần như đạt đến cái cấp độ 100%. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc này các con đã xác định rõ cái nhiệm vụ ưu tiên của các con lúc này là cái gì. Và đồng thời lúc này các con không phải là học cho bố, học cho mẹ, hay là học cho ông bà, hay là học cho thầy cô nữa, mà các con xác định rằng cái việc học là học chính cho con. Và cái việc học này là việc của con, và không ai có thể học giúp con trên hành trình cuộc đời này cả. Và để trở thành một người đầy giá trị thì cái việc đầu tiên là cái việc phải học và chọn việc học. Và có những bạn còn nói rằng ngày xưa ấy, con cứ học nhanh để con chơi điện tử, hay là ngày xưa con có nghĩ cái môn này nó khó lắm nên là con không có làm. Thế nhưng từ khi mà con được cô Anh dẫn dắt, từ khi mà con được Học viện Minh Trí Thành dẫn dắt tham gia những cái khóa học hay là coaching kit, thì con thấy rằng cái việc học nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều và không như con nghĩ. Nhưng nếu như mà chúng ta cứ đúc con, cứ thúc con là học đi, thì xin thưa với tất cả các anh chị là nó sẽ không bao hiệu quả. Chúng ta cũng đã dùng rất nhiều rồi và chúng ta thấy rằng nó có hiệu quả không ạ? Không. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã rất là lo lắng, chúng ta đã bức xúc, chúng ta đã quát tháo, chúng ta đã dùng rất là nhiều cách để mà có thể cho con học. Hay đồng thời chúng ta cũng sử dụng những cái phần thưởng, ví dụ như là quà hay là những cái món thưởng để mà con hào hứng học trong vòng 1 năm, hay là trong vòng 1 tháng, hay là trong vòng 1 tuần, hay trong vòng 1 ngày thôi, để mua chuộc con, để hòng mua chuộc con. Nhưng điều gì xảy ra cũng chỉ có thời điểm đấy thôi, và kết thúc thời điểm đấy thì không còn nữa. Thậm chí có những bạn còn không cả hào hứng về những cái việc đó. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay, khi các anh chị biết được 5 cái tuyệt chiêu để giúp con hào hứng học bài, thì cô Anh tin rằng các anh chị hoàn toàn có thể áp dụng được. Nhưng cô Anh nói lại, nó chưa hề đơn giản, nó chưa hề dễ dàng để chúng ta áp dụng. Đầu tiên các anh chị phải thấu. Sau khi các anh chị thấu, các anh chị bắt đầu thực hành. Khi các anh chị thực hành thì không thể nào ngày 1, ngày 2, mà chúng ta phải ke liên tục cái hành trình đấy, thì chúng ta mới có thể giúp con hào hứng trong cái việc học bài được. Mà cố cắt hành vi như cô Anh nói thì không bao giờ chúng ta có thể cắt được, đúng không ạ? Vậy thì cái tuyệt chiêu đầu tiên, tuyệt chiêu số 1, đấy chính là chúng ta cần phải cho con mình biết thế nào là nội động lực và ngoại động lực. Các anh chị comment đi ạ. Khi cô đang ghi thì các anh chị cũng comment luôn đi ạ. Nội động lực và ngoại động lực. Nội động lực và ngoại động lực. Đúng rồi ạ, chúng ta hãy comment đi ạ. Nội động lực có nhỏ hơn 10% những người có nội động lực, và họ làm việc và sống bằng nội động lực. Còn lớn hơn 90% là những người cần phải tác động bởi ngoại động lực. Và những người tác động bởi ngoại động lực thì hầu như sẽ không thể đạt được cái thành tựu cực đại. Chúng ta không thể đạt được thành tựu cực đại, bởi vì chúng ta phải đạt được cái điều gì đấy, phải có lợi ích gì đấy, thì lúc đấy chúng ta mới làm.
Và nếu như vậy thì không bao giờ phát huy được cái nội lực bên trong mình, không bao giờ phát huy được con người đầy sáng tạo, đầy tài năng, đầy ý tưởng ở bên trong mình. Các anh chị biết không ạ, khi chúng ta làm việc với nội động lực nha, khi chúng ta làm việc với nội động lực, chúng ta sẽ trở thành những người đầy ý tưởng, đầy sự sáng tạo. Và chỉ cần có, các anh chị có sự sáng tạo thì không ai có thể theo kịp chúng ta được hết. Chúng ta sẽ là những người như này, đầy ý tưởng, đầy sáng tạo, đầy đam mê luôn. Và cái chỉ số vượt khó thì cực kỳ bứt phá, tức là chúng ta có thể vượt ngưỡng được. Hoàn toàn có thể vượt ngưỡng được, vượt khó và vượt ngưỡng của bản thân. Chúng ta không biết chúng ta là ai khi mà chúng ta sử dụng cái nội động lực. Nhưng hầu hết tất cả những cái đứa trẻ mà khi mà con anh tiếp xúc thì phải nói là như nào nhỉ? Nó đếm trên đầu ngón tay những bạn có nội động lực ấy. Còn hầu hết rất nhiều bạn cần phải có ngoại động lực. Con được cái gì đó thì con mới làm. Con được cái gì đó thì con mới làm. Và sự thật khi ấy, mà những đứa trẻ như vậy thì mình gọi là những đứa trẻ rất là dễ mua chuộc, cực kỳ dễ mua chuộc. À, làm cái này đi để được cái này, làm cái này đi để được cái kia. Hôm nay được 10 điểm nha, mẹ sẽ cho 10.000. Đấy. Nếu như tháng này mà con đạt xuất sắc nhất ấy, thì mẹ sẽ cho con đi siêu thị, hoặc mẹ sẽ cho con đi xem phim. Rồi chúng ta quá lạm dụng cái điều đó thì dẫn đến cái việc là cái đứa trẻ nó mất đi cái nội động lực ở bên trong. Các con không biết là các con học cho các con, chứ không phải là các con đang học cho bố, cho mẹ. Nhưng bởi vì các con thấy rằng bố mẹ cần cái đấy hơn mình, bố mẹ có nhu cầu học hơn mình, bố mẹ có nhu cầu mình học hơn là mình. Và các con cứ nghĩ rằng việc học đấy là việc của bố mẹ. Thêm nữa là những cái bố mẹ lại còn nói là gì ạ? Con làm bài cho bố chưa? Con làm bài cho mẹ chưa? Con học văn cho mẹ chưa? Con làm bài tập toán cho mẹ chưa? Thì lúc nào mình cũng gắn vào cái từ cho mẹ, cho mẹ, cho mẹ ở đấy. Thì các con cũng ngầm định rằng cái việc học này là việc học cho mẹ, chứ không phải việc học cho mình. Và vì thế cái nội động lực dần dần của các con nó biến mất. Và rất ít khi chúng ta khơi gợi được cái nội động lực bên trong con. Chúng ta thường mua chuộc bằng cái ngoại động lực nhiều hơn. Và vì vậy sự sáng tạo trong con chết đi. Khả năng vượt khó, vượt ngưỡng bản thân trong con chết đi. Những cái ý tưởng bứt phá trong con chết đi. Sự kiên trì trong con nó bị chết đi. Bởi vì lúc này là con học vì ngoại động lực, chứ không phải vì nội động lực. Bởi vì con học là vì đạt được cái điều gì đấy, ai cho cái điều gì đấy thì mình học, còn nếu không thì mình không. Nên khi mà con lớn hơn, những đứa trẻ khi mà các con độ khoảng tầm lớp 8, lớp 9 thì các con sẽ có những cái biểu hiện như này này. Mẹ có mua điện thoại cho không? Mua cho thì học, không mua cho thì không học. Có mua quần áo cho không? Mua cho thì học, không mua cho thì không học. Có cho đi chơi không? Không cho đi chơi thì không học đây. Không làm theo ý mình thì không học đây. Làm gì được? Bởi vì các con biết rằng bố mẹ cần việc học hơn là các con. Nên có những phụ huynh khi mà mang con đến, hoặc là có những phụ huynh nhờ cô Lanh tư vấn, thì cô Lanh nói rằng ổn thôi em, kể cả con không học cũng ổn thôi mà sao đâu. Bởi vì đằng nào con em cũng không học. Vì đằng nào con em chẳng không học. Nó đang lớp 6, nó đòi mua điện thoại. Bởi vì bạn nào cũng có. Nếu mẹ không mua điện thoại smartphone thì nó không học. Thì thôi kệ nó thôi, nó không học thì ổn thôi. Nhưng mình sẽ có cách thức để mình dẫn dắt con. Và mình phải rất thả lòng về điều đấy. Việc học hay không học nó liên quan đến cuộc đời con, chứ không phải là mẹ sốt sắng lo lắng con nó không học cô Lanh ơi, hôm nay nó nghỉ học rồi cô Lanh ơi, hôm nay nó không đi học nữa cô Lanh ơi, em làm thế nào để nó đi học đây. Bởi vì đằng nào nó cũng sẽ không đi học. Có thể là lớp 6, hoặc lớp 8, hoặc lớp 10, hoặc lớp 12, hoặc sau này lâu hơn nữa. Sau này kể cả khi đi làm. Bởi vì nó làm gì sống bằng nội động lực, nó sống bằng ngoại động lực cơ mà. Bao nhiêu các anh chị có những đứa trẻ mà nếu mẹ không cho cái này, nếu bố không cho cái này thì con không đi học nữa. Hãy comment đi ạ, hãy comment. Hãy comment số 1 ạ, hãy comment số 1. Nếu các anh chị có mắc kẹt với những đứa trẻ như vậy, mắc kẹt với những đứa trẻ như vậy thì hãy comment số 1. Đấy. Nếu bố mẹ không mua cho điện thoại thì không đi. Nếu bố mẹ không mua cho xe máy thì không đi. Không mua cho xe đạp điện thì không đi. Không mua cho quần áo thì không đi. Không mua cho đồ chơi thì cũng không đi học. Hãy comment số 1 được không ạ? Rồi cô Lanh đã nhìn thấy rất nhiều các anh chị. Tú cho cô cái kính của cô vậy.
Cô Lan đã nhìn thấy rất nhiều các anh chị đã mắc kẹt trong những cái đứa trẻ như vậy. Và thực sự khi mà chúng ta bị mắc kẹt với những đứa trẻ như vậy thì chúng ta càng căng thẳng, chúng ta càng tức, càng bực bội, bởi vì chúng ta rất lo lắng vì con của mình nó nghỉ học. Đấy. Chúng ta chỉ có thể giúp con của mình được khi các anh chị cực kỳ thả lỏng về điều đấy. Khi các anh chị cực kỳ thả lỏng về cái điều học, phải rất thả lỏng luôn. Kể cả khi nhá, con của cô Lan được con tìm lại trong này. Kể cả khi con của cô Lan được một điểm, ổn thôi, bình thường, có sao đâu. Ồ, đấy là cái hành trình của con. Và đôi khi con thất bại một hai lần thì nó cũng bình thường. Vậy thì con học bài học để mà con tốt lên thôi. Chứ mình không ủi học thế nào mà được một điểm, sao dạo này học dốt như thế này, vân vân. Khi mà chúng ta làm cái điều đấy thì con càng bắt thóp được mình. Các anh chị comment cái chữ con bắt thóp mình đi ạ. Các anh chị hãy comment cái chữ con bắt thóp mình đi ạ. Comment cái chữ con bắt thóp mình. Trẻ bắt thóp chúng ta cực kỳ giỏi các anh chị nha. Trẻ bắt thóp chúng ta cực kỳ giỏi luôn ý ạ. Các anh chị hãy comment là con bắt thóp mình đi ạ. Nó biết được là nhu cầu của bố mẹ cần cái gì. Nó biết nhu cầu của bố mẹ cần cái gì đấy ạ. Và sau nó viện vào cái điều đấy để nó đòi. Trẻ bắt thóp người lớn cực kỳ giỏi các anh chị biết không? Ví dụ bình thường không dám đòi, như khi các anh chị có khách cái là da bắt đầu bè nheo, là da bắt đầu đòi cái này, là da bắt đầu thế này thế kia. Bởi vì nó biết rằng à, mình không muốn mất mặt khách trước khách, đúng không? Mình muốn giải quyết nhanh cho xong đi. Thế là bắt đầu làm gì? Là mình thôi cho nó nhanh, thôi giải quyết cho xong. Trẻ con cô Lan phải nói là một bậc thầy về bắt thóp người lớn luôn ấy ạ. Nó là một bậc thầy về bắt thóp người lớn luôn. Nó bắt thóp người lớn cực kỳ giỏi luôn. Hôm nào mà bố mẹ vui là nó biết nó phải làm gì. Hôm nào mà bố mẹ buồn là biết là nó phải làm gì. Nên là nó bắt thóp chúng ta cực kỳ siêu đẳng. Nên nếu như các anh chị mà mắc bẫy, nếu như các anh chị mà tự mình cài mình vào cái bẫy là cái việc học bố mẹ quá lo lắng cho con, và lúc nào cũng nghĩ rằng đấy là việc học của con, nhưng là học cho bố cho mẹ, dốc toàn tâm toàn ý vào cái việc học. Và có thể là một buổi live stream tiếp theo cô Lan sẽ live về cái chủ đề là có những bố mẹ là cho con học từ sáng đến tối, học hết năng khiếu này đến năng khiếu kia để con không có thời gian kết nối với mình, nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Đúng rồi, con bắt thóp bố mẹ ấy, không phải nó bắt thóp nó đâu, mà nó bắt thóp bố mẹ cực kỳ siêu đẳng luôn. Bao nhiêu anh chị có những đứa con mà nó bắt thóp mình cực kỳ siêu đẳng, comment số 2 con anh xem nào. Nó bắt thóp người lớn giỏi lắm luôn ấy, rất giỏi. Nó quan sát chúng ta, cảm xúc của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta cực kỳ giỏi. Và lúc nào mình cũng nói là gì ạ? Lúc nào mình cũng nói là à, học cho bố đi, học cho mẹ đi, à, học chưa, con học chưa, thôi đi mày cứ đi học cho mẹ đi, mà cứ đi học đi, có cái việc đấy cứ để cho mẹ, mẹ làm cho, mẹ lo cho. Đấy. Đấy, thế là như thế thôi. Và nó biết rằng à đúng rồi, bố mẹ là có nhu cầu học hơn mình, hơn mình, bởi vì mình đã trang bị cho con ngoại động lực từ rất bé. Lúc nào cũng phải làm gì ạ? Lúc nào cũng phải làm cái này để được cái này, lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi, lúc nào cũng đòi hỏi nhu cầu. Nên là bây giờ thì chúng ta biết rằng chính chúng ta đã cài bẫy chúng ta, chính chúng ta đã đẩy chúng ta vào cái tình huống mắc kẹt như vậy. Thế thì các anh chị cần phải thay đổi thôi, đúng không ạ? Muốn thay đổi chưa dễ dàng, cô Lan nói chưa dễ dàng. Tại sao mà cô Lan nói là chưa dễ dàng? Bởi vì chúng ta đã bị tổn thương từ quá khứ. Chúng ta muốn con của mình nó bù đắp tất cả những sự tổn thương thiếu thốn của chúng ta. Ngày bé chúng ta không được học hành bài bản, hoặc ngày bé chúng ta không được chăm bẵm bài bản, hoặc ngày bé chúng ta không được ghi nhận, nên bây giờ chúng ta muốn người khác ghi nhận mình bằng cách con mình thành công. Chúng ta muốn con của mình làm nốt giấc mơ dang dở của chúng ta. Chúng ta muốn con của mình đi xây nốt cái giấc mơ dang dở của mình. Và vì thế chúng ta đã vô tình biến con thành một cái món đồ trang sức của mình, mà không biết rằng đấy chính là sự tổn thương của ta truyền sang con của mình. Và chính vì thế con nó cũng bị sự tổn thương dài dài mà chúng ta không biết. Và chúng ta vô tình đã đẩy cái
chúng ta vào cái kẽ kẹt đấy, vào cái sự mắc kẹt đấy. Và thực ra thì nó cũng không phải là lỗi của mình, chúng ta cũng là nạn nhân của các nạn nhân mà thôi. Và chính bởi vì điều đấy dẫn đến việc là chúng ta giáo dục con bằng cách giúp con có ngoại động lực, chứ không phải là sống bằng nội động lực. Và những đứa trẻ sống bằng ngoại động lực thì sau này khi mà các con hành trình trong cuộc đời này, các con sẽ trở thành những người cực kỳ đòi hỏi, các anh chị ạ. Hãy comment đi ạ, đòi hỏi, đúng rồi ạ. Hãy comment để các anh chị nhớ đến cái điều đấy ạ, đòi hỏi. Các con sẽ trở thành những đứa trẻ cực kỳ đòi hỏi. Anh cho tôi cái gì để tôi làm cái việc này? Đấy. Anh đã cho tôi được cái gì nào? Chúng ta sẽ trở thành một cái người ích kỷ vô cùng. Các anh chị comment tiếp địa chữ ích kỷ, chữ đòi hỏi và chữ ích kỷ. Những người sống bằng ngoại động lực sẽ cực kỳ đòi hỏi và ích kỷ. Ích kỷ, đúng rồi ạ. Họ sẽ cực kỳ đòi hỏi và ích kỷ đấy ạ. Nếu như các anh chị đã xem phim Ba Chàng Ngốc, các anh chị sẽ trải nghiệm được rằng chính cái bạn luôn luôn đứng thứ hai của trường ấy, bạn ấy học cũng rất giỏi, luôn luôn đứng thứ hai của trường, thì bạn ấy là sống bằng ngoại động lực, ngoại động lực cực kỳ máy móc luôn, miễn là đạt được cái điều đấy. Thế còn cái người đầu tiên, họ luôn đứng đầu tiên của trường, và sau này họ trở thành nhà khoa học và có hơn 400 bằng sáng chế mà mọi người đều săn đón ông ấy, thì ông ấy sống bằng nội động lực. Nội động lực, học vì nội động lực. Và khi học về nội động lực, nhà mình biết không ạ, cực kỳ hạnh phúc mà học lại rất giỏi, cực kỳ hạnh phúc mà học lại cực kỳ giỏi luôn, mà rất hào hứng. Bởi vì chúng ta học vì chính tương lai của chúng ta, nên là chúng ta phải gieo cho con cái nội động lực. Nên có những đứa trẻ rất hạnh phúc, cô Linh cực kỳ hạnh phúc luôn, khi các con học coaching kit thì các con biết được rằng cái gì ạ? À, trời ơi, bây giờ mình phải trở thành những đứa trẻ nội động lực. Mình không thể để bố mẹ mua chuộc mình. Mình không thể để ai mua chuộc mình trong cuộc đời này cả. Các anh chị hãy comment chữ bố mẹ mua chuộc con. Hãy comment cái điều đấy đi ạ. Tất cả những cái key này các anh chị phải comment. Đúng rồi ạ. Bởi vì các anh chị comment thì nó mới đi vào trong trí tuệ của các anh chị, vào tâm thức của các anh chị. Để làm gì ạ? Để những lúc anh chị làm thì các anh chị còn nhớ. Còn nếu không thì các anh chị cứ thế làm thôi. Đâu có nhớ đâu. Đúng rồi đấy ạ, chúng ta hãy comment. Bố mẹ mua chuộc. Bố mẹ mua chuộc, đúng rồi. Mua chuộc. Khi chúng ta liên tục mua chuộc con của mình, thì dẫn đến đứa trẻ nó sẽ có ngoại động lực. Nó chỉ sống bằng ngoại động lực thôi. Và nó rất dễ bị mua chuộc sau này. Cực kỳ dễ bị mua chuộc sau này. Và nó không bao giờ nó có thể thành công cực đại cả. Và nó sẽ không bao giờ nó tìm được hạnh phúc trong công việc. 100% là như vậy. Nó không bao giờ nó tìm được hạnh phúc trong công việc. Bởi vì nó làm là vì cái thứ khác, chứ không phải vì nó. Nên nó sẽ không bao giờ tìm được cái hạnh phúc trong công việc và niềm vui trong công việc hết. Nó sẽ chỉ tìm thấy áp lực và áp lực mà thôi. Nó chỉ tìm thấy những áp lực trong công việc. Nó chỉ tìm thấy cái sự áp lực trong công việc mà thôi, chứ không bao giờ nó tìm được niềm hạnh phúc trong công việc. Và khi chúng ta không hạnh phúc trong công việc, khi chúng ta không thả lỏng được, thì làm gì sáng tạo được? Chúng ta chỉ copy, làm gì có ý tưởng triệu đô, làm gì có khả năng vượt khó. Sẽ không có những điều đấy. Khi đến một ngưỡng nào đấy, nó sẽ oài ra và nó bỏ cuộc. Nhưng những đứa trẻ có nội động lực thì nó bứt phá trong cuộc đời này, cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc đời này. Và nó luôn muốn thử thách chính bản thân nó, và nó luôn muốn vượt qua những ngưỡng cao hơn trong cuộc đời này. Và vì thế, cái đầu tiên, tuyệt chiêu đầu tiên mà cô Linh muốn gieo cho tất cả các anh chị, muốn gieo cho tất cả các con, đấy là gì ạ? Đấy là nội động lực ở bên trong con. Khi khai phá được nội động lực ở bên trong con thì các con là một thiên tài đấy ạ. Các con giỏi vô cùng tận, các anh chị ạ. Các con siêu giỏi luôn đấy ạ. Nên chúng ta cần phải giúp các con bứt phá được. Thế nếu như các anh chị muốn giúp các con bứt phá được, đúng không ạ? Thì các anh chị phải hiểu nội động lực là gì và ngoại động lực là gì. Và các anh chị phải có những cách thức để giúp các con bứt phá lên trong hành trình cuộc đời này. Thì ở trong chương trình Cha Mẹ Thông Thái Giúp Con Thành Tài, vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7, cô Linh sẽ nói về nội động lực và ngoại động lực. Để chúng ta biết rằng, nếu như chúng ta vẫn mua chuộc con, nếu như con của mình sống bằng
ngoại động lực thì con của mình sẽ cực kỳ chật vật như thế nào trên hành trình cuộc đời này. Đấy. Nên nếu như các anh chị mà chưa có vé cha mẹ thông thái, đã có đến bây giờ là có khoảng tầm 8.000 phụ huynh đăng ký cha mẹ thông thái giúp con thành tài. Đã có 8.000 phụ huynh đăng ký cha mẹ thông thái giúp con thành tài các anh chị ạ. Và các anh chị ở trong nhóm thì các anh chị nhìn thấy rằng phụ huynh vào liên tục và đã full rất nhiều phòng, và bây giờ đang đến học cô Lanh nhóm 30 đúng không Tú? Học con anh nhóm 30 rồi. Đấy. Thì chúng ta phải có cách thức để gieo cho con cái nội động lực sống trong cuộc đời này. Thực ra bây giờ cô anh thật sự cảm thấy rất đau lòng. Tại sao lại như vậy? Cô anh nhìn thấy quá nhiều những đứa trẻ sống dập dờ, hờ hững, cực kỳ hờ hững. Nếu như các anh chị còn một từ nào khác để miêu tả cái điều đấy thì các anh chị comment cho cô anh được không ạ? Có những đứa trẻ bây giờ học tập kể cả là cấp 3 rồi nha, nhưng mà sống cực kỳ là vật vờ luôn, rất vật vờ, rất hờ hững với cuộc đời của chính các bạn ấy. Rất hờ hững, rất vật vờ luôn, không mục tiêu. Bởi vì sao đấy ạ? Bởi vì ngoại động lực cũng chả có, một nội động lực thì không. Nó đã bị chết cái mục tiêu sống rồi. Nên là sống cực kỳ vật vờ luôn. Thôi thì bảo gì làm đấy, bảo gì làm đấy. Và cứ để cái điện thoại nó hút máu mình hàng ngày luôn. Đấy. Vô cảm, đúng rồi, cảm ơn bạn Thanh Tâm. Vô cảm. Rất nhiều bạn như vậy luôn ạ. Đúng là không quan tâm đến ai luôn, không quan tâm đến ai luôn. Và kể cả có rất nhiều các bậc phụ huynh cũng nói với cô Anh là con nhà em đúng là bây giờ bố mẹ ở các kiểu nó cũng không quan tâm luôn. Bởi vì chúng ta chuyên chỉ sử dụng ngoại động lực để tác động đến các con, mà quên mất rằng cái điều quan trọng nhất các anh chị phải tác động đến mình đấy là nội động lực. Nội động lực, và chỉ có nội động lực thì giúp chúng ta mới bứt phá trên hành trình cuộc đời này được, mới giúp chúng ta tỏa sáng trên hành trình cuộc đời này được. Đấy là nội động lực. Một lần nữa các anh chị hãy comment chữ nội động lực đi ạ, để chúng ta bước sang cái thứ hai. Cái điều thứ hai, chúng ta phải giúp cho con của mình có được trong hành trình học tập, để con biết học để làm gì. Nếu như các anh chị hỏi các con là gì ạ? Con đến trường học để làm gì vậy? Sẽ có những đứa trẻ nói rằng con chẳng biết, mà tóm lại là con chỉ biết đến trường. Mà rất nhiều đứa trẻ sẽ không biết đến trường để làm gì đâu ạ. Có những đứa trẻ nói rằng con đến trường để mà con học văn, con học toán. Câu trả lời đấy đừng bao giờ thành công cực đại. Có những đứa trẻ nói rằng con đến trường để học, để học. Và hầu hết tất cả những đứa trẻ không có câu trả lời đúng cho cái việc con đến trường để làm gì. Con đến trường để làm gì? Hầu hết là như vậy. Và bởi vì các con không trả lời được câu hỏi tại sao con phải đến trường. Con hỏi bố ơi tại sao phải đi học vậy? Mẹ ơi tại sao phải đi học vậy? Bố ơi tại sao phải học cái môn này vậy? Khó ơi là khó luôn ý. Mẹ ơi tại sao phải học cái môn này vậy? Có anh chị nào nhận được câu hỏi đấy không ạ? Và bố mẹ cũng chẳng biết tại sao. Bố ơi tại sao phải học toán vậy? Bố ơi tại sao phải học phép nhân vậy? Khó quá trời luôn ý. Bố ơi tại sao phải học phép chia vậy? Con thấy khó quá trời luôn. Và hầu hết các con cũng không nhận được câu trả lời, đúng không ạ? Cũng không nhận được câu trả lời chính đáng. Ngày bé các con hỏi tại sao rất nhiều, nhưng mà rồi hầu như chúng ta bị mắng hoặc là chúng ta không nhận được câu trả lời chính đáng, và rồi lớn nữa thì còn không hỏi nữa, không hỏi nữa luôn đấy ạ. Và chính vì thế thì làm thế nào để mà có thể giúp các con có cái động lực hào hứng trong cái việc học, đấy chính là big dream. Nó chính là cái này đấy, giấc mơ lớn. Giấc mơ lớn. Nó sẽ giống như một cái phao cứu sinh. Nó giống như một cái phao cứu sinh ấy các anh chị ạ. Để khi nào mà chúng ta nản, chúng ta đuối, thì chúng ta bám vào. Bởi vì trong cái hành trình của chúng ta, bất cứ một hành trình nào các anh chị nhé, kể cả hành trình tình yêu, kể cả hành trình hôn nhân, kể cả hành trình nuôi dạy con, kể cả hành trình sự nghiệp của chúng ta, bao giờ nó cũng đi theo một cái đường cong như này.
bao giờ cũng thế. Và đây gọi là đường cong Bandura. Bao giờ nó cũng sẽ đi theo một cái đường cong như này, để nó đi lên, để nó đi lên, để nó đi lên. Còn không bao giờ có kiểu phát thẳng tuốt thế này. Không bao giờ có cái điều đấy. Kể cả trong tình yêu, không phải lúc nào cũng yêu. Không có đâu. Có nhiều các chị thấy anh này đáng yêu thế, ôi sao thấy anh này chán thế, sợ thấy ôi nhìn cũng đáng yêu, ôi sao chán thế nhở, lại yêu lại chán. Bao giờ cũng thế. Kể cả trong mối quan hệ vợ chồng, ôi hạnh phúc thế, bắt đầu đi nhô lên, ôi ôi chán thế, cãi nhau tụt xuống hố, sau giờ lại đi lên, lại rất hạnh phúc, cho nhau tiền, ôm hôn nhau, hạnh phúc, lại đi lên. Rồi lại làm gì? Thỉnh thoảng lại cãi nhau, lại đi xuống, rồi lại đi lên. Nó cứ như vậy. Nhưng dù lên hay xuống thì nó vẫn đang cao hơn cái điểm ở dưới. Thì gọi là đường cong Bandura. Thế vậy thì như thế nào đây ạ? Trên hành trình học tập cũng thế các anh chị ạ. Hành trình sự nghiệp của chúng ta cũng thế. Hành trình sự nghiệp của mình cũng như vậy đấy ạ. Và các con học cũng như thế. Ôi có lúc hào hứng lắm. Ôi có lúc rất là hào hứng học luôn. Nhưng mà có lúc thì sao ạ? Trời ơi chán đấy, hôm nay con chẳng muốn làm gì cả. Con chán đấy, hôm nay chẳng muốn học gì cả, chẳng muốn làm gì cả. Các anh chị cũng thế mà. Đúng không ạ? Nhưng nếu như ấy ạ, thì chúng ta không có big dream. Chúng ta không có big dream. Thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ rơi tụt luôn xuống cái hố này mà chúng ta không muốn lên nữa. Chúng ta sẽ ở mãi cái hố này mà chúng ta không lên nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái gì hấp dẫn ở trên đấy để mà tôi phải cố trèo lên. Tại vì trèo lên đấy thì nó làm sao? Nó mất nhiều công sức hơn rất nhiều ở so với việc đi phẳng thế này. Nhưng nếu như mà nhìn thấy một cái gì đấy thì mình sẽ trèo lên được. Mình có động lực để mình trèo lên. Nó là cái phao cứu sinh cho mình ấy ạ. Chính là cái này. Và chính là big dream. Thì nó giúp cho mình có động lực lớn lao trong hành trình cuộc đời, để chúng ta có thể vượt qua rất nhiều những cái hố. Và tất nhiên trên hành trình chúng ta đến được với thành công, chúng ta đến được với cái đỉnh gì đấy, thì phải trải qua rất nhiều hố. Nó là điều đương nhiên. Còn nếu như ai bảo là em chẳng trải qua cái hố nào, thì chứng tỏ bạn mới chỉ đi được cái chỗ này thôi. Bạn mới đi được chút xíu thôi. Còn chắc chắn khi mà bạn lên, kiểu gì bạn cũng sẽ có hố. Thế thì trong hành trình học của các con cũng thế. Nếu như các bạn ấy không có big dream, giấc mơ lớn, thì tèo ở đây, thì xong rồi đấy. Bởi vì sẽ ngập ngụa ở trong cái hố này và không có lý do để mà đi lên. Cái này này, nó cho chúng ta cái lý do. Nó chính là cái gì đây ạ? Big why. Câu hỏi lớn tại sao ấy. Nó cho chúng ta cái lý do để mà chúng ta phải trèo lên. Nó cho chúng ta cái lý do để mà chúng ta phải đứng dậy mặc dù rất đau đớn. Nó cho chúng ta cái lý do để mà chúng ta thoát khỏi cái hỗ trũng này. Hỗ trũng này chỉ khi bạn nhìn thấy cái gì ở trên này thôi. Còn nếu bạn không nhìn thấy ở trên đấy thì bạn sẽ nguyện ở dưới suốt đời. Nên cô Lanh mới nói là gì ạ? Người thành công ấy là họ mơ ban ngày và ban đêm họ lùng sục đi thực hiện giấc mơ. Họ còn không ngủ được bởi vì họ còn phải tìm cách để thực hiện giấc mơ. Còn những người mà không có giấc mơ ấy thì mơ ban đêm và họ không muốn thức dậy. Bởi vì thức dậy có biết để làm gì đâu mà thức dậy. Thức dậy chả biết để làm gì để mà thức dậy cả. Không có lý do lớn để mà thức dậy. Nên chúng ta phải gieo vào trong con cái big dream. Gieo vào trong con cái điều đấy. Tại sao phải gieo vào trong con cái điều đấy? Bởi vì nếu như không gieo vào trong con thì các con sẽ ngập ngụa ở trong cái hố này. Và những đứa trẻ, đứa nào cũng có, các con lúc nào cũng có big dream luôn nhà mình ơi. Nhưng bởi vì chính môi trường sống, chính cách chúng ta huấn luyện con, chính cách chúng ta đưa niềm tin vào trong con, thì cái giấc mơ nó bé dần và rồi nó teo đi và nó chết. Bởi vì sao đấy ạ? Tại sao nó lại như vậy? Ngày bé bạn nào cũng mơ lớn hết. Ôi cô Lanh ơi, những cái bạn lớp 1, lớp 2, hoặc lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 ấy, trời ơi mơ lớn luôn ấy. Mà những cái bạn đấy ấy, khi hỏi về giấc mơ, con mơ trở thành game thủ.
con mơ trở thành YouTuber. Có bạn bảo là con mơ trở thành người cốt như cô Lanh. Có bạn bảo con mơ trở thành nhà du hành vũ trụ. Có bạn bảo con mơ trở thành ca sĩ của làng. À đúng rồi, có một bạn đáng yêu ơi là đáng yêu luôn ấy. Bạn Lam Sinh. Khi mà con anh hỏi giấc mơ con mà con mơ trở thành ca sĩ của làng, nghĩa là gì? Với con thì mơ hát hay nhất làng đã là một cái điều cực kỳ tuyệt vời rồi. Sao bạn bảo là như đấy chỉ là một giấc mơ thôi con anh ạ, con còn có thêm nữa. Con mơ ấy trở thành một ông chủ rất là giàu có và giỏi. Bố con ấy chưa có đến 500 công nhân, nhưng con sẽ có trên 500 công nhân, bởi vì đấy mới là ông chủ lớn. Con mơ như thế. Nên ngày bé các con mơ, các anh chị ạ, mơ những giấc mơ rất điên, mơ những giấc mơ rất tuyệt vời. Và chúng ta cần phải hào hứng và trân trọng tất cả những giấc mơ đấy của con. Con mơ trở thành nhiếp ảnh gia, con mơ trở thành nhà tạo mẫu tóc, con mơ trở thành họa sĩ cô anh ạ, con mơ trở thành phiên dịch viên để con đi khắp thế giới. Các bạn mơ nhiều thứ lắm ấy, con mơ trở thành nhà du hành vũ trụ, con mơ trở thành nhà chế tạo ô tô. Có những bạn nói rằng con mơ, con có giấc mơ trở thành nhà tâm lý học. Bởi vì con thấy bố mẹ con suốt ngày cãi nhau, nên là con mơ trở thành nhà tâm lý học. Các con có quá nhiều giấc mơ mà nghe nó vui lắm cơ ấy, vui ơi là vui luôn ấy, và rất là thích. Nhưng rồi lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, chúng ta cứ bắt con phải trở về thực tại ngay bây giờ. Bác sĩ, giáo viên, kế toán hay cái gì đó. Và giấc mơ của các con teo dần, teo dần, teo dần, teo dần. Và rồi không còn nữa. Và trong kể cả coaching kit cô Lanh dạy các con, không có giấc mơ, ngay cả khi con không có giấc mơ cũng ổn thôi các con ạ. Chúng ta hãy comment cái điều đấy ạ, nghe rất điên nhưng cô Lanh sẽ giải thích cho các anh chị. Ngay cả khi không có giấc mơ cũng ổn thôi các con ạ. Bởi vì giấc mơ thật sự của các con đã bị chôn vùi rồi. Và khi các con không còn giấc mơ nữa thì các con cố đi vay mượn giấc mơ của người khác. Các con đi mượn giấc mơ của người khác để thực hiện nó. Và các con thường làm gì ạ? Thường mượn giấc mơ của bố, mẹ hay những ai đó xung quanh để các con thực hiện. Mình đi vay, đi mượn giấc mơ. Mỗi một các con đều có giấc mơ riêng của mình mà. Mỗi một các con đều là thể độc đáo và duy nhất của mình mà. Nhưng mà mình còn không có người định hướng cho mình big dream, cái giấc mơ của mình. Nên là mình chỉ nhìn thấy mấy cái công việc loanh quanh xung quanh mình, nên mình mới đi vay, đi mượn giấc mơ của người khác. Nên có những bạn nói rằng, cô Lanh ơi, bây giờ con chẳng biết mơ cái gì cả. Và cô Lanh nói rằng, không có giấc mơ vẫn ổn thôi con. Vẫn ổn thôi ngay cả khi con không có giấc mơ. Còn hơn là con đi mượn giấc mơ của người khác. Con thấy bạn này cũng được, bác này cũng được, thôi con muốn làm giống như thế. Đấy là khi con đi mượn, vay mượn cái giấc mơ của người khác. Thì trong cái hành trình mà cô Lanh làm việc với các bạn, cô Lanh coach cho các bạn ấy, cô Lanh coach để tìm ra giấc mơ thật sự của các con. Tìm ra giấc mơ thật sự của các con. Các con làm gì cũng được mà. Đôi khi các con thích làm spa. Các con thích làm spa, các con bảo là con không học đại học đâu cô Lanh ơi, con đi làm spa, con sang Hàn Quốc con học spa. Tuyệt vời quá, ổn thôi mà con. Con thích làm đẹp, đúng rồi. Có những bạn thì thích trở thành nhà thiết kế, ổn thôi. Và khi chỉ cần khi các con đắm chìm với cái điều đấy, các con trở thành sự ám ảnh cái điều đấy, thì các con sẽ thành công cực đại hơn nhiều so với việc các con tốt nghiệp đại học kế toán, ngành kế toán, rồi các con lại rời bỏ cái ngành nghề nó mà đi thôi. Và chính vì thế, không ngay cả vẫn ổn thôi, ngay cả khi con không có giấc mơ, thì cô Lanh sẽ giúp cho các con tìm ra giấc mơ đích thực của mình. Cô Lanh sẽ coach cho các con tìm ra giấc mơ thật sự của mình. Các bạn ạ. Đấy. Nên ý, cái mà chúng ta phải gieo rắc cho con đấy là big dream. Giấc mơ lớn. Giấc mơ lớn. Và đây chính là lý do nhá. Để các con có thể vượt ngưỡng bản thân. Để các con có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Vượt qua những cái lúc chán nản. Vượt qua những lúc muốn bỏ cuộc. Vượt qua những cái lúc mà bị đau tinh thần, bị tinh thần đi xuống. Big dream giúp các con vượt qua tất cả những cái chướng ngại vật. Khi ai đấy nói gì về mình, cái điều gì đấy, các con sẽ vượt qua được nó khi các con có big dream. Hãy gieo cho các con. Và cô Lanh nói với các anh chị như này ạ. Nếu các anh chị có những đứa trẻ dưới lớp 3, giấc mơ của con thay đổi,
thường xuyên thay đổi và có thể thay đổi từng ngày, thay đổi từng tuần luôn ấy. Nhưng các anh chị đừng nói rằng hôm nay thì mẹ thấy con muốn làm thế này, mai thì mẹ lại thấy con muốn làm thế kia, mỗi hôm muốn một kiểu thì làm thế này là cái gì? Ổn thôi các anh chị nhé. Nay là cái này, mai là cái kia, vẫn rất ổn, cực kỳ ổn, không sao hết. Chúng ta hãy hào hứng với tất cả những giấc mơ đấy. Ngay bản thân mình thế mà, nay thích cái áo này, mai lại thích cái quần kia rồi, đúng không ạ? Thì các con cũng như vậy. Và chính vì thế mà hãy gieo cho các con big dream, giấc mơ lớn, giấc mơ lớn. Đúng rồi đấy ạ. Cảm ơn nhà mình rất rất nhiều. Và một lần nữa các anh chị hãy tag những người bạn của mình vào đây, để chúng ta có được thêm nhiều kiến thức hơn để giúp con của mình. Cảm ơn Đặng Liên rất nhiều. Cảm ơn Mai Lan Nguyễn. Mai Lan Nguyễn là người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn đấy. Cái mức độ thức tỉnh và chuyển hóa của Mai Lan Nguyễn rất là sâu, rất là tốt. Cảm ơn bạn Trần Hà. Nên là một lần nữa các anh chị hãy tag những người bạn của mình vào để thật sự thấu hiểu về cái điều này ạ. Đấy là điều số 2. Điều số 2. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang điều số 3. Vậy thì mình xem là trong 5 điều này mình cho con mình được mấy điều mà nó đã hào hứng học, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ đặt câu hỏi là gì ạ? Là ô, trong 5 cái điều mà con anh dạy này, không biết mình cho con mình được mấy điều đây. Mình cho con mình được mấy điều đây, đúng không ạ? Tiếp nữa, điều số 3. Niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực. Các anh chị comment nè. Niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực. Đúng rồi đấy ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã tác rất nhiều những người bạn vào đây. Rất tuyệt vời. Cảm ơn gần 1.000 các anh chị đang xem trực tiếp cái video này. Để chúng ta thức tỉnh nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Tại sao con anh nói là niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực? Vì sao ạ? Vì chúng ta hầu như không cho con được niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực. Cái mà niềm tin chúng ta cho con ấy, hầu hết là niềm tin giới hạn. Niềm tin giới hạn là gì ạ? Ui con không làm được đâu, ui cái môn này khó lắm. Hầu hết là cho con cái niềm tin giới hạn. Giới hạn nghĩa là gì ạ? Mình ngốc thế nhở? Sao mà mình đố mình ngu thế nhở? Ôi trời sao mình hay quên thế nhở? Đấy. Hoặc là cái việc học này chán ngắt đi được ấy, chẳng lừa đạt được cái gì cả. Hoặc cái cô này dạy chán. Hoặc là mình chẳng đủ giỏi để mình làm bất cứ việc gì cả. Hầu hết trong các hành xử của chúng ta, chúng ta gieo cho mình cái điều gì ạ? Là cái niềm tin, gieo cho mình và con mình cái niềm tin giới hạn. Hầu hết mình gieo cái niềm tin giới hạn là khó lắm, không làm được đâu. Cái cuộc đời này nó chật vật lắm. Những người ngoài kia toàn những người không ai tốt cả. Chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ mình đâu con ạ. Phải tự giúp mình thôi. Mình luôn gieo cho mình cái niềm tin giới hạn và mình gieo cho con mình cái niềm tin giới hạn. Và các anh chị biết vì sao cái giấc mơ của các con nó teo dần và nó biến mất không? Chính là bởi vì cái niềm tin giới hạn này đấy. Nó nghĩ là nó không làm được. Nó nghĩ là khó lắm. Khó lắm. Và nó không có làm được cái điều đấy. Và nó nghĩ rằng ai đó giỏi làm được chứ nó thì nó không làm được. Bởi vì cái niềm tin ở trong con là niềm tin nhỏ bé. Niềm tin giới hạn. Chúng ta phải gieo cho con mình niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực thì con mới có động lực để con học. Con học môn toán dễ à? Con học được mà. Mẹ ơi dễ mà con được có 2 điểm. Ồ đấy là mình chưa chịu khó, chưa chăm thôi con ạ. Hoặc là có cái điều gì đấy sai lầm ở đây, con chăm lại đi, môn toán dễ mà, con làm được mà. Hãy gieo cho con cái điều đấy. Ô con ơi, cái việc học ở trường nó rất là đơn giản mà con. Cái việc học văn nó cũng rất là dễ. Hãy gieo cho con cái điều đấy. Hãy gieo cho con cái niềm tin đầy nội lực là con hoàn toàn đạt được. Rồi gieo cho con là gì ạ? Có thể người khác không làm được nhưng mà con trai của mẹ làm được đấy. Có thể người khác kêu khó nhưng con trai của mẹ thì nó là dễ đấy. Đầy nội lực luôn ạ. Con ơi, con còn đi leo được 3 đỉnh núi Ba Vì cơ mà, thì cái gì con chẳng làm được. Tại sao mà con anh cho các bạn đi leo núi ban đêm trong những khóa học của Học viện Minh Trí Thành? Kể cả có những bạn 5 tuổi đi leo núi cả đêm luôn. Cả đêm leo luôn. Mà độ cao hơn 1.000 mét. Đấy.
1.134 mét, cái độ cao như vậy. Tại sao các con lại phải đi leo núi vào ban đêm? Bởi vì chính là cô anh gieo cho các con cái niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực. Con làm được mà, con đã từng đi leo được 3 đỉnh núi Ba Vì vào ban đêm. Thì điều gì sẽ xảy ra khi mà con ngồi học? Con hoàn toàn làm được. Khi mà con vượt qua cái môn này, con làm tốt, con còn leo được núi ban đêm thì việc gì con cũng làm được. Đấy chính là cách gieo niềm tin nội lực mạnh mẽ ở bên trong con. Con còn vượt qua được cái điều đấy, bởi vì có quá ít bạn vượt qua được điều đấy. Thường ban đêm người ta làm gì? Người ta đi ngủ. Thường ban đêm người ta ngủ, người ta nghỉ, đúng không? Mà bây giờ mình ban đêm mình lại còn đi leo núi cả đêm luôn, không ngủ, đi leo cả đêm. Đấy là khóa học ở bên Học viện Minh Trí Thành đấy ạ. Thì các con bứt phá được như thế thì các con làm gì chả làm được. Rồi những bạn cấp 3, cô đang cho đi leo Phan Xipang. Phan Xipang và cái hành trình đi là 4 ngày. Và các con sẽ ngủ ở lưng chừng núi và cũng leo vào ban đêm. Leo vào cả đêm, cả ngày, cả đêm, cả ngày. Thế thì khi mà các con làm được việc đấy thì quay trở về nhà, việc gì các con chẳng làm được. Rồi hành trình các con chạy 21 km, 42 km, hành trình bứt phá bản thân như vậy, cái việc đấy các con còn làm được thì việc gì các con chẳng làm được. Nên là phải gieo cho con mình niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực là con hoàn toàn làm được. Và các anh chị biết không ạ, bí mật của cơ thể chúng ta, bí mật của vô thức của chúng ta, vô thức hoạt động bằng niềm tin tuyệt đối, niềm tin tuyệt đối ạ. Nên nếu như con tin con làm được thì con sẽ tìm cách để con làm được. Nhưng nếu như con không tin là con làm được thì con sẽ không bao giờ làm được hết. Và vì thế các anh chị hãy comment một lần nữa là gieo cho con niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối là mình làm được. Hãy gieo cho con niềm tin tuyệt đối là mình làm được. Mình làm được. Con làm được, con nhất định sẽ làm được. Đấy. Lúc nào cũng khẳng định chắc chắc nịch với con cái câu đấy. Đúng rồi đấy ạ. Gieo cho con niềm tin tuyệt đối là con làm được mà. Sai làm lại con ạ. Cuộc đời này hoặc là bạn thành công, hoặc là bạn đang học mà thôi. Không có thất bại. Đấy. Hoặc là bạn thành công, hoặc là bạn đang học. Nghĩa là nếu như nó làm chưa ra cái kết quả thì đấy là việc mình đang học thôi. Chứ không phải đấy là thất bại. Đấy. Hãy nói với con rằng cuộc đời này không có cái gì gọi là thất bại hết con ạ. Hoặc là con đã thành công, hoặc là con đang học nó mà thôi. Nên là con hoàn toàn làm được. Mẹ tin là con làm được. Nên con gái của cô Lanh ấy, rất nhiều phụ huynh nói rằng gì ạ, con của cô Lanh thì làm gì cần phải đi học thêm, đã có mẹ dạy rồi. Thì bạn nói là bác biết mẹ cháu luôn nói với cháu như nào không? Mẹ cháu ấy, mỗi lần mà cháu bê ra cháu hỏi mẹ cháu ấy, thì mẹ cháu nói là gì? Ôi con gái mẹ tuyệt vời lắm, mẹ tin con làm được, con giỏi lắm mà, con thông minh lắm mà, con ra nghĩ tiếp đi. Khi mà cháu ra nghĩ tiếp chẳng ra câu nào cả, cháu lại vào hỏi mẹ, mẹ cháu lại vẫn điệp khúc như thế. Mẹ tin con gái mẹ làm được, con gái mẹ giỏi lắm cơ mà, cực kỳ xuất sắc, nghĩ tiếp đi con. Và ngày nào cũng thế, gieo cho con cái niềm tin nội lực đầy mạnh mẽ. Đấy là cái điều số 3. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Là những thứ mà chẳng liên quan gì đến cái việc ngồi học, nhưng nó lại quyết định con của bạn có ngồi học hay không. Nó lại quyết định chúng ta có làm cái việc đấy hay không. Nó lại quyết định con của mình có làm cái việc đấy hay không. Đấy là niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực. Chúng ta chỉ làm khi chúng ta tin chúng ta làm được. Còn chúng ta sẽ không làm bởi vì chúng ta không tin chúng ta làm được. Còn nếu như bạn tin bạn làm được thì kiểu gì bạn cũng làm. Bạn chỉ hành động khi bạn tin. Ví dụ như này, các anh chị đầu tư một miếng đất, các anh chị tin lãi thì các anh chị mới đầu tư chứ. Các anh chị không tin làm sao các anh chị đầu tư được, đúng không? Nên là các anh chị chỉ là hành động theo đúng cái niềm tin của mình thôi. Thì con cũng thế, nó tin nó không học được thì làm sao nó ngồi vào bàn học được. Nó sẽ không có chuyện đấy xảy ra. Nên là tin nha, tin. Rồi, cảm ơn rất nhà mình rất nhiều anh chị biết ơn cô Lanh, đúng không ạ? Cô Lanh cũng biết ơn các anh chị hiện diện ở đây. Có những anh chị thì tặng cho cô Lanh rất nhiều tim, rất nhiều hoa. Rồi, cảm ơn nhà mình. Tại sao mà cô Lanh có thể làm việc với phụ huynh, với các con như vậy? Trong hơn 20 năm cô Lanh đồng hành với phụ huynh và với các con. Và cô Lanh đã chữa lành cho hàng nghìn đứa trẻ. Và vì thế cái việc mà cô Lanh chia sẻ với các anh chị không phải là việc cô Lanh nói suông. Cô Lanh đã thực hành rất rất nhiều và rất nhiều cuộc đời. Chứ không phải cô Lanh nói suông.
là cô Lanh không chưa từng huấn luyện trẻ con, mà cô Lanh nói với các anh chị như thế thông qua sách vở, no, không có điều đấy. Nếu như mà các anh chị mà cô Lanh thông qua sách vở để có cái điều đấy thì không mà các anh chị nhìn thấy được thần thái của cô Lanh như thế này hết. Mà đã có hàng nghìn, nhiều nghìn đứa trẻ được chuyển hóa qua tay cô Lanh khi các con làm việc với cô Lanh. Và cũng có nhiều nghìn các bậc phụ huynh được chuyển hóa. Và có những thời điểm tháng nào cô Lanh cũng dắt các bạn đi leo Ba Đỉnh Ba Vì. Tháng nào cũng như vậy luôn nha. Tháng nào cũng có các chuyến. Và có những thời điểm có 200 cháu, hơn 200 người đi leo chinh phục Ba Đỉnh Ba Vì vào ban đêm. Và cô Lanh luôn luôn là người dẫn dắt đầu tiên. Và luôn luôn là người dẫn dắt cái đội nhỏ nhất. Và chính là người trực tiếp chuyển hóa các con. Và vì thế tất cả những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc và tất cả những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến những cái đứa trẻ bị tổn thương thì cô Lanh đều có thể nắm được và chia sẻ với các anh chị. Nên đây là những trải nghiệm của cô Lanh. Đấy, các anh chị hãy nhìn những khóa học của cô Lanh. Nếu như mà cô Lanh mà mở bung ra ấy, thì những cái khóa các bạn bé đông lắm luôn ấy. Có những hôm, có hôm có độc bao nhiêu. À, đây là hành trình các con đi leo núi này, nhà mình này. Bắt đầu hành trình đi leo núi đấy. Có hôm có lo. Cô Lanh mở một cái khóa con tự tin có 6 ngày thôi mà 440 phụ huynh đăng ký. 440 cháu có 6 ngày sao phải sập lại luôn. Không đăng ký nữa. Nếu không thì đông quá. Đấy. Còn nếu mà không bình thường cứ cho đăng ký độ khoảng tầm 3 ngày thôi là hơn 200 cháu, rất rất nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Và hành trình coaching kit thì nó dài 6 tháng. Bởi vì như vậy thì cô Lanh mới có thể giúp chúng ta chuyển hóa được cho con của mình. Đấy. Tiếp nữa, cái số 4, đấy chính là một trong những cái tuyệt chiêu để mà chúng ta có thể giúp con của mình có cái động lực học tập, hào hứng học tập. Đấy là khơi gợi cái gì nào? Khơi gợi cái giá trị bên trong con. Và cái giá trị thì nó quyết định ta có làm cái điều đấy hay không. Cái giá trị của mình nó quyết định ta có làm điều đấy hay không. Thực ra có rất nhiều anh chị cái ngôn từ này nó hơi lạ lẫm một chút. Nhưng mà đời thường thì chúng ta lại rất là hay dùng. Ví dụ như là cái điện thoại này nó có giá bao nhiêu đấy, thì là cái giá trị của nó. Cái giá trị của nó. Hay là cái bút này cái giá của nó là bao nhiêu, chính là cái giá trị của nó. Và lúc nào mình cũng phải là ngang giá. Tại sao có những con người này đầy giá trị, còn những cái con người này sao rẻ như vậy? Bởi vì họ đầy trí tuệ. Và khi mà một con người đầy giá trị thì mọi thứ nó phải ngang giá. Ngang giá với đúng con người đấy. Từ cái chỗ ngồi của họ, từ cái xe họ đi, từ quần áo họ mặc đấy, từ cái nhà họ ở, tất cả nó đều phải là ngang giá hết với cái giá trị của họ, tất cả luôn. Nhưng mà chúng ta đã không gieo cho con cái này. Và cái này thì cô Lanh nói rằng là gì ạ? Tại sao cô Lanh nói là khơi gợi? Bởi vì ấy, nó có sẵn trong con rồi. Tất cả cái giá trị này nó có sẵn trong con rồi. Có sẵn trong con người đích thực của con rồi. Trong cái phiên bản tuyệt vời nhất của con, trong cái phiên bản tốt nhất của con rồi, nó đã ở trong con rồi. Đấy là cái hệ giá trị của con. Nên nhiệm vụ của mình phải khơi gợi nó lên. Khơi gợi nó lên. Nhưng mà hầu hết chúng ta không khơi gợi, mà chúng ta lại dìm nó xuống. Chúng ta lại dìm nó xuống. Chúng ta lại giết chết cái hệ giá trị bên trong con. Và vì thế lúc nào trong cái khóa coaching kit, cô Lanh cũng phải dùng một quy trình cốt 8 tiếng. 8 tiếng đấy ạ. Một cái quy trình cốt 8 tiếng để làm gì ạ? Để bóc vỏ hành. Và để khơi gợi lại cái giá trị đích thực ở bên trong con. Và khi mà khơi gợi ra thành công thì con sẽ sống bằng đúng giá trị đấy. Ví dụ một vài giá trị như này các anh chị nhé. Giá trị về học vấn ấy, thì các bạn biết là các bạn phải đạt đến cái trình độ học vấn như thế nào. Và các bạn phải đọc sách hàng ngày. Các bạn phải học hỏi từng mọi người từng ngày. Giá trị về học vấn. Hay giá trị về mối quan hệ. Bất cứ ai đến với mình phải trân trọng họ. Mình phải là một người như vậy. Giá trị, có giá trị về mối quan hệ.
có giá trị về gia đình. Mình phải là một người có giá trị về gia đình, mình trân trọng gia đình mình và mình vun vén cho gia đình mình. Có giá trị về tình bạn, có giá trị về lòng biết ơn, có giá trị về tình yêu thương, có giá trị về sự liêm chính, sự tử tế, nói là làm. Có giá trị về sự đúng giờ, làm việc đúng giờ. Tất cả những cái điều đấy đều phải khơi gợi bởi vì nó có sẵn trong con. Nhưng mà thường chúng ta vùi dập nó đi. Và khi mà mình vùi dập nó đi, các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Tất cả những cái giá trị đấy nó sẽ bị hư. Những giá trị đấy nó sẽ bị hư các anh chị nhé. Ví dụ như này nhé. Giá trị về liêm chính, khi mình không khơi gợi được nó lên thì con có thể sẽ lấy tiền, sẽ dối trá. Bởi vì con đâu có giá trị về sự liêm chính đâu. Hay là giá trị về sức khỏe, nếu con không có thì con cũng sẽ lười tập thể dục. Con không trân trọng cơ thể mình, con ăn những cái đồ ăn linh tinh, con ăn những cái đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Hay là giá trị về tình yêu thương, thì con sẽ vô cảm nếu con không được khơi gợi nó lên. Hay giá trị về học vấn, thì con sẽ không chọn cách đọc sách mỗi ngày. Con không chọn học từ tất cả những hoạt động, con không chọn học từ tất cả những con người đến với cuộc đời của chúng ta. Và vì thế, tất cả giá trị này, các anh chị comment cho con anh ạ, tất cả giá trị này có sẵn trong con rồi. Hoặc các anh chị chọn khơi gợi nó lên, hoặc các anh chị chọn dìm nó xuống. Thế thôi. Giá trị có sẵn hết trong con rồi. Đúng rồi đấy ạ. Cả giá trị của chúng ta cũng thế đấy. Có hết trong mình rồi đấy ạ. Hoặc các anh chị sẽ chọn khơi gợi nó dậy, hoặc các anh chị sẽ chọn giết chết nó, làm nó vỡ tan đấy ạ. Nếu các anh chị đã từng xem một bộ phim Những Mảnh Ghép Cảm Xúc, thì bạn ấy có giá trị về gia đình, bạn ấy có giá trị về bạn bè, bạn ấy có giá trị về giấc mơ. Nhưng mà rồi bởi vì chấn thương về tâm lý và tất cả những cái hệ giá trị đấy của bạn ấy đổ vỡ, mình gọi là những cái đảo đấy nó đổ vỡ. Và ở nước ngoài ấy, họ cực kỳ thấm thía những cái điều này rồi, nhưng mà với chúng ta thì nó vẫn còn hơi mới. Đấy. Đúng rồi đấy ạ, khơi gợi hệ giá trị. Và hệ giá trị có sẵn trong con rồi các anh chị nha. Nên cô Lanh không nói rằng các anh chị phải cài đặt hay các anh chị phải gieo cho con. Giấc mơ thì phải gieo, nhưng mà hệ giá trị thì cô Lanh dùng một cái từ đấy ạ, khơi gợi. Bởi vì nó có sẵn trong các con rồi, giúp các con khơi gợi nó lên. À vậy thì làm thế nào để mà khơi gợi được hệ giá trị trong con? Nhặt bớt rác cho con đi thì hệ giá trị trong con sẽ tốt lên. Nhặt bớt rác, nhặt bớt rác trong con đi. Thế nào là nhặt bớt rác trong con? Đấy chính là giúp con giải phóng những cảm xúc xấu đi, giải phóng những suy nghĩ tiêu cực đi, thì cái hệ giá trị trong con nó sẽ khơi dậy. Đấy, giúp con cái điều đó, nhặt bớt rác ở bên trong con đi. Đúng rồi đấy ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, hay quá, tuyệt vời luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Chị gì? Dương Blue à? Dương Bồ, bao nhiêu các anh chị thấy quá hay, rất rất hay thì comment đi. Cô Lanh đôi khi cô Lanh nói với phụ huynh này, tại vì phụ huynh đến với cô Lanh họ đau lắm, họ đau nhiều lắm ấy. Có kể cả có những anh chị mà đến với cô Lanh trong cái buổi đầu tiên ấy, người bố đứng khóc to hay to luôn ấy, còn người mẹ thì cũng không cứ khóc nức nở luôn ấy. Bởi vì thấy là mình bị tổn thương và vô tình mình đã truyền cái sự tổn thương đấy sang con. Nhiều anh chị có xem những buổi live của cô Lanh hoặc là xem cha mẹ học khóa cha mẹ thông thái của cô Lanh, các anh chị vỡ òa trong nước mắt luôn ấy ạ. Có một bạn ấy là quay video cho cô Lanh. Khi mà cô Lanh dạy chương trình cha mẹ thông thái xong, sau đó thì các bạn ấy làm nhiệm vụ cắt video. Thì một hôm cô Lanh đang ngồi làm việc thì bạn ấy lên, bạn ấy ngồi và bạn ấy nói rằng cuộc đời này em vô cùng biết ơn chị. Và thật sự là một cái quyết định rất là sáng suốt em đi theo chị. Em vô cùng biết ơn và nó là một quyết định cực kỳ sáng suốt em đi theo chị. Có thể chị không nhận ra. Chị đứng rất là xa cái màn hình khi mà chị dạy cha mẹ thông thái. Và bản thân em thì em chỉ tập trung vào quay video cho chị thôi. Mà em cũng không để ý màn hình, nhưng trong cái hành trình em dạy, trong cái hành trình em dựng video, khi em dựng video thì em thấy phụ huynh chuyển hóa quá trời luôn, họ khóc quá trời luôn, và đấy là những cái giọt nước mắt họ thức tỉnh và họ chuyển hóa quá trời luôn. Nên là cuộc đời này em vô cùng biết ơn chị. Và bạn ấy cũng có hai cậu con trai,
Và khi mà bạn ấy đến với cô Lanh thì việc đầu tiên cô Lanh chữa lành cho bạn ấy trước. Sau đó thì dần dần sẽ giúp bạn ấy để chữa lành cho hai cậu con trai của bạn ấy. Đấy. Nên là tuyệt vời vô cùng các anh chị ạ. Đấy là hành trình của chúng ta đấy. Nên cô Lanh nhiều lúc cô Lanh không nói hay đâu, nhưng cô Lanh nói đúng. Nhưng khi cô Lanh nói đúng thì các anh chị lại thấy không hay mà là quá hay, hay là rất rất hay. Đúng không ạ? Và để tạo ra một cô Lanh như thế này thì sự thật là cô Lanh có những thời điểm cô Lanh coaching đến khoảng 3-4 giờ sáng là chuyện rất bình thường. Có những đứa trẻ nó đau đớn, nó vật vã và cô Lanh cũng phải coaching. Có những người cha, người mẹ cũng phải như vậy. Có những mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, 10 rưỡi đêm cô Lanh vẫn coaching, vẫn coaching. Và ở Học viện Minh Trí Thành có 6 chuyên gia. Và việc các chuyên gia thường xuyên coaching 4-5 tiếng liền là điều rất bình thường. Còn coaching khoảng tầm 8-9-10 tiếng liền thì nó cũng thường xuyên xảy ra. Và có những ca coaching thì đến khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ sáng cũng là chuyện rất bình thường. Rất bình thường. Các bạn coach pro tuần nào cũng được coach. Các bạn coach pro ấy, các bạn học sinh ấy mà tham gia khóa coaching pro kit ấy, là tuần nào các con cũng được coach luôn. Liên tục một năm như thế. Vậy thì thử hỏi các anh chị điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của con mình nếu như con mình ngày nào, tuần nào cũng được Học viện Minh Trí Thành coaching, tuần nào cũng được các chuyên gia coaching. Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của con mình? Con mình sẽ trở thành một đứa trẻ như thế nào? Con mình sẽ trở thành một người trưởng thành như thế nào? Con mình sẽ trở thành một người vững vàng như thế nào trong cuộc đời này? Khi mà tuần nào cũng được coaching, tuần nào cũng được nâng cấp bản thân, tuần nào cũng được update tất cả những cái điều đấy. Và con thật sự khi con được coaching, con sống là chính con hàng ngày luôn ấy. Con bứt phá hàng ngày luôn. Và có những bạn nói rằng, ôi sao tự nhiên con cảm thấy nhẹ người thế, con cảm thấy thoải mái thế, con không còn cảm thấy tự ti nữa, con không còn cảm thấy nhút nhát. Bởi vì coaching thì mới có thể bóc sạch được cái điều đấy ra. Bóc sạch được cái điều đấy ra. Đấy là những bạn mà tham gia coaching pro kit, hoặc những bạn tham gia coaching kit thì có một vài những cái vấn đề là các bạn cũng được coaching, hành trình coaching kit. Và nó là 6 tháng và 2 năm, 6 tháng và 2 năm cho một cái hành trình đấy ạ. Nó không hề đơn giản một chút nào để có thể chuyển hóa một con người các anh chị ạ. Đây chính là điều thứ tư, khơi gợi giá trị ở bên trong con, khơi gợi. Và cái quy trình này thì cô Lanh nói rồi, phải 6 tiếng, từ 6 tiếng đến 8 tiếng mới có thể giúp con khơi gợi được giá trị trong này. Và khi mà chúng ta khơi gợi được cái giá trị bên trong con thì chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ? Phải đóng khung nó lại, phải đóng khung cái niềm tin nội lực này lại, nếu không nó sẽ bị mất. Và cũng phải đóng khung cái giá trị này lại, để các con sẽ viết một cái bảng giá trị của mình và dán ở phần học tập của mình, và một bảng dán ở trong phòng ngủ của mình. Để hàng ngày các con sẽ làm gì ạ? Sẽ thường xuyên đọc cái bảng giá trị đấy, đọc niềm tin đấy, nội lực ở bên trong mình. Không có cái bảng giá trị mẫu nào đây nhỉ? Không có, cô dơ cho các bậc phụ huynh xem. Thì khi đấy các con nó sẽ đi vào sâu trong tâm thức của chúng ta, thật sâu trong tâm thức của mình. Đấy, đấy là cái bảng khơi gợi hệ giá trị bên trong con. Và phải đặt câu hỏi để các con tự, đặt câu hỏi để các con tự, bởi vì mỗi một bạn sẽ có sự khơi gợi giá trị khác nhau, khác nhau. Nếu chúng ta có giá trị về gia đình thì chúng ta không bao giờ đi ngoại tình cả. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nhà đi cả. Nếu các con có giá trị về gia đình, các con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi. Nếu các con có giá trị về tình yêu thương và lòng biết ơn thì các con sẽ sống cực kỳ là tình cảm, quan tâm đến bố, đến mẹ. Đấy là cái hệ giá trị của các con. Và điều cuối cùng, để mà các con có được cái động lực học tập đầy hào hứng và mạnh mẽ, điều cuối cùng chúng ta phải cho con của mình điều số 5 trong hành trình này. Đấy chính là mong muốn. Mong muốn. Mong muốn mạnh mẽ, cháy bỏng, khát khao, mong muốn. Cuộc đời này bạn muốn thì sẽ được, nhưng khổ nỗi là bạn lại không muốn. Đấy chính là trong cuốn sách kinh điển Nhà Giả Kim, ông ấy nói như vậy đấy ạ. Trong cuốn sách kinh điển về Nhà Giả Kim, ông ấy nói như vậy. Cuộc đời này bạn muốn thì sẽ được, nhưng hầu hết bạn lại không có muốn.
Và trong cái cuốn Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill, cái chương số 1, chương đầu tiên, ông ấy cũng nói về điều mong muốn. Và tất cả chúng ta muốn ai đó làm điều gì đấy thì điều đầu tiên chúng ta phải giúp cho họ muốn cái điều đấy. Muốn cái điều đấy. Khi họ muốn, không cần chúng ta làm cái điều gì cả. Khi họ muốn, họ tự tìm ra giải pháp để họ làm được cái điều đấy. Nên là cái điều mong muốn. Và để mà cô Lanh có thể training về cái điều mong muốn này thì các anh chị tham gia cái khóa đấy là Khai Minh Tâm Trí, thì cô Lanh sẽ training rất kỹ về cái khóa này. Còn ngày hôm nay cô Lanh chỉ nói rằng gì ạ? Các anh chị phải cho con mình cái mong muốn cháy bỏng, đạt được cái big dream, cái giấc mơ ở bên trên ấy. Người nghèo nhất trên thế giới không phải là người không có tiền, mà là người không có giấc mơ. Nhờ có giấc mơ mà con người trở nên vĩ đại. Người vĩ đại là người biến giấc mơ thành hiện thực. Cả người nghèo, cả người bình thường và người phi thường đều có những giấc mơ vĩ đại. Nhưng người vĩ đại là người biến giấc mơ đó thành hiện thực. Các anh chị ạ, các anh chị có nghe kịp cô Lanh nói không? Các anh chị có muốn cô Lanh đọc cho các anh chị ghi cái đấy không? Nếu mà muốn thì comment số 10 đi, cô Lanh sẽ đọc lại cho các anh chị ghi cái điều đấy. Cả người bình thường và người phi thường đều có những giấc mơ vĩ đại. Người bình thường họ cũng có giấc mơ vĩ đại đấy. Nhưng mà người phi thường thì họ biến giấc mơ thành hiện thực bởi vì cái mong muốn cháy bỏng của họ, cái khát khao cháy bỏng của họ, cái mong muốn khát khao cháy bỏng của họ, mong muốn cực kỳ mạnh mẽ của họ. Và vì vậy Napoleon Hill có đặt một câu hỏi như thế này: mong muốn của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Nhà mình biết cái gì tạo ra tiền cho chúng ta không? Đấy chính là mong muốn của bạn. Mong muốn của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Ông Napoleon Hill như vậy đấy ạ. Ông nói như vậy đấy ạ. Bậc thầy về ngành khoa học thành công. Ông nói mong muốn của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Và bạn chỉ cần cho họ mong muốn thôi. Người ăn mày và người đi câu cá. Người ăn mày chỉ cần cho mong muốn thì họ sẽ tự tìm ra cần câu. Bẻ cần câu mà câu. Bẻ cành cây mà thành cần câu. Đúng không ạ? Đào run câu, hôm nay câu chỗ này không được, mai nhảy sang chỗ kia câu, rồi dần dần hình thành phương pháp câu. Nó đơn giản như vậy thôi mà. Nên mong muốn của bạn đáng giá bao nhiêu tiền, phải cho mình cái sự mong muốn cháy bỏng, và con của mình cũng thế. Và muốn thì sẽ được. Tôi biết rằng muốn thì sẽ được, nhưng lại không muốn. Đây, cô Lanh sẽ đọc lại cho nhà mình. Người nghèo nhất trên thế giới không phải là người không có tiền, mà là người không có giấc mơ. Nhờ có giấc mơ mà con người trở nên vĩ đại. Người vĩ đại là người biến giấc mơ thành sự thật. Người bình thường và người phi thường đều có những giấc mơ vĩ đại. Nhưng người phi thường là biến giấc mơ thành hiện thực. Và vì thế có rất nhiều người chết ở năm 18 tuổi nhưng 60 năm sau mới đem chôn. Chết ở năm 18 tuổi nhưng 60 năm sau đem chôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ chỉ mơ đến năm 18 tuổi thôi, đỗ được đại học rồi là thôi xong, hết giấc mơ rồi. Và sau đó cuộc đời của họ chỉ là xác sống, là sự tồn tại. Họ mất hết giấc mơ rồi. Nên lúc đấy họ đã chết rồi. Khi bạn không còn giấc mơ nữa là bạn đã chết. Là chết rồi đấy. Và 60 năm sau thì đem chôn. Và vì thế, cái sự nuôi dưỡng con người của bạn, nuôi dưỡng cái động lực sống của bạn, đấy là mong muốn, là giấc mơ. Đạt được cái giấc mơ, mong muốn cháy bỏng của bạn nha. Cháy bỏng của bạn và mong muốn của bạn đáng giá bao nhiêu tiền. Đấy. Vậy thì điều gì xảy ra đây? Các anh chị mà đang xem trên kênh YouTube, nhớ đăng ký kênh YouTube nhé. Nhớ đăng ký kênh YouTube, bấm vào cái nút màu dài dài hình chữ nhật này, màu đỏ ấy, có chữ đăng ký ấy, bấm vào đấy. Sau đấy thì nhìn sang bên cạnh có cái quả chuông ấy, bắt đầu bấm vào cái quả chuông. Sau đó thì nó hiện ra vài chữ, thì chọn cái chữ có chữ tất cả. Đấy. Thì các anh chị sẽ nhận được tất cả các video của cô Lanh. Đây, kênh YouTube của cô Lanh đây, có bao nhiêu nghìn đăng ký đấy? 4 mấy nghìn đấy. À, 41,4 nghìn đăng ký, đúng không ạ? Đấy. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta nhìn lại 5 cái tuyệt chiêu mà giúp con của mình hào hứng học tập. Nó chẳng phải là cái gì mà
mà mình nghĩ đến nhỉ? Đúng không ạ? Nội động lực, ngoại động lực. Hãy sống bằng nội động lực của mình nha, đừng để ai mua chuộc. Cái thứ hai, big dream. Nó là cái phao để giúp chúng ta vượt qua tất cả những lúc tiêu cực. Cái điều thứ ba, niềm tin mạnh mẽ đầy nội lực gieo trong mình. Để có niềm tin mạnh mẽ, nhặt rác cho con đi nha, nhà mình nha. Chữa lành, nhặt rác đi. Cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Nhiều bạn khó lắm, mẹ ơi con không làm được đâu. Nhưng khi học cốt chính tiết xong, con làm được mà, con nhất định làm được. Việc này quá dễ đối với con. Một ngày con không làm được, hai ngày con sẽ làm được. Và con cứ làm thôi. Nên các anh chị mà muốn cho con mình tham gia coaching kit có thể comment tư vấn coaching kit. Tư vấn coaching kit các anh chị. Hành trình coaching kit 6 tháng nha, 6 tháng. Nếu các anh chị muốn tư vấn coaching kit, comment số điện thoại nhá. Chứ các anh chị đọc viết tư vấn không thì không giải quyết được. Tư vấn coaching kit số điện thoại. Đấy. Hoặc là tư vấn số điện thoại, thế là cô anh cũng hiểu được. Nếu muốn con mình đồng hành 6 tháng hoặc đồng hành 2 năm để thật sự trở thành bản lĩnh mạnh mẽ bứt phá trong cuộc đời này. Và khoa học coaching kit là khoa học mà cô anh tâm đắc nhất trong tất cả các khoa học từ xưa đến nay của cô anh. Nó cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ bản lĩnh, chuyển hóa một con người, thay da đổi thịt làm mới cuộc đời luôn đấy. Cô anh nói là như vậy, thay da đổi thịt làm mới cuộc đời con của chúng ta luôn đấy. Khơi gợi giá trị bên trong con. Thực ra ấy, thì cô anh viết thế này thôi, nhưng cô anh biết là các anh chị cũng khó để mà giúp con của mình được. Bởi vì cái quy trình này để mà cô anh làm phải mất 8 tiếng cơ, mới khơi gợi được giá trị trong các bạn. Đấy. Và khơi gợi ra thì nó mới là của nó, chứ nó không thể đi chép với thằng bên cạnh. Thằng bên cạnh có cái giá trị là học vấn, nó chép vào nó bảo học vấn. Thì không phải giá trị của con mà nó không sống bằng như vậy. Đấy. Mà phải tự khơi gợi bên trong con. Nó sẽ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đúng rồi, thả lỏng hoàn toàn. Sử dụng con mắt tâm trí tập trung vào chính mình bên trong các con, đúng rồi. Các con nhìn thấy bản thể thiêng liêng và đẹp đẽ nhất của các con, đúng rồi, tuyệt vời. Và các con hình dung tưởng tượng các con sống với bản thể tuyệt vời nhất của các con trong hành trình cuộc đời này, đúng rồi. Và chúng ta có các khía cạnh trong hành trình cuộc đời này. Và vì thế ngày hôm nay, cô Lanh sẽ giúp các con khơi gợi lại những giá trị đích thực trong con người của các con, đúng rồi. Và lúc đó bắt đầu mới cả một cái bộ hành trình câu hỏi để giúp các con tìm lại được tất cả giá trị bên trong mình. Nhưng trước khi tìm lại được giá trị bên trong mình là một hành trình cô Lanh coaching nhặt sạch xác cho các con. Coaching những niềm tin giới hạn bên trong con, những cảm xúc tiêu cực bên trong con, những mâu thuẫn nội tâm bên trong con, những suy nghĩ tiêu cực bên trong con. Thì các con mới nhìn thấy bản thể tốt nhất và đẹp đẽ nhất của mình, mới nhìn thấy bản thể sáng tạo đầy ý tưởng của mình, mới nhìn thấy con người của mình tuyệt vời biết bao. Chứ nếu không bình thường, các con nhìn thấy mình là một người có giá trị bằng không, rất rẻ mạt, rất rẻ mạt. Đấy. Đấy là cái số 4, khơi gợi giá trị bên trong con. Và cuối cùng là cái số 5, cho con mong muốn khát khao cháy bỏng. Đúng rồi đấy. Và đây là những 5 cái điều chúng ta phải giúp con mình. Cô Lanh biết là khó, cô Lanh biết là chưa hề dễ dàng. Nhưng cô Lanh biết các anh chị rất đón nhận. Và cô Lanh biết các anh chị cực kỳ khát khao, cực kỳ mong muốn để con của mình cũng như mình có được điều đấy. Bởi vì là cha là mẹ, cái tài sản lớn nhất của chúng ta là các con. Và cái tài sản chúng ta cho các con của mình nó lại không phải là nhà cửa xe cộ. Cái tài sản các anh chị cho các con của mình đấy chính là nhựa sống của chúng ta. Đấy là tư duy của con. Và đấy là nhựa sống của chúng ta dành cho con. Tình yêu thương vô bờ bến. Tất cả những cái rác chúng ta phải nhặt cho con của mình. Những cái dính mắc mà chúng ta vô tình dính mắc trong con, trong cái trường năng lượng, chúng ta phải bỏ đi cho con của mình. Và cô Lanh cũng biết các anh chị rất trân trọng những đứa con của mình. Và cô Lanh cũng biết rằng chúng ta cực kỳ khát khao mong muốn cho con của mình có mặt ở trong coaching kit. Và vì vậy nếu như anh chị nào mong muốn con của mình được có mặt ở trong hành trình đồng hành cùng với cô Lanh 6 tháng thì comment tư vấn coaching kit số điện thoại.
Và con anh cũng cực kỳ hạnh phúc để được dìu dắt các con trên hành trình cuộc đời này. Và thử tưởng tượng, các anh chị hãy thử tưởng tượng điều gì xảy ra với cuộc đời của các con, các anh chị khi mà đồng hành cùng con anh 6 tháng, 2 năm. Rồi có những bạn có thể đồng hành cùng con anh 4, 5 năm, lâu hơn nữa. Bởi vì các bạn đi làm luôn cùng với con anh mà. Vừa học vừa làm luôn. Đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Và cuối cùng thì cô Lanh xin cảm ơn nhà mình rất rất nhiều. Hẹn gặp lại vào buổi tối nay, chúng ta sẽ có một cái buổi pre-training cha mẹ thông thái vào 19 giờ đến 20 giờ tối hôm nay các anh chị nha. 19 giờ đến 20 giờ chúng ta sẽ có pre-training cha mẹ thông thái. Và chúng ta nhớ vào đúng giờ các anh chị nha. Rồi ok, cuối cùng thì cô Lanh xin cảm ơn nhà mình. Chúc nhà mình có một cuộc sống hạnh phúc, an vui, khỏe mạnh và trao được nhiều giá trị cho người khác, được không ạ? Chúng ta sẽ trở thành những bậc cha mẹ rất thông thái. Ôi, cảm ơn nhà mình. Các anh chị lưu cái đường link lại nhé. Lưu cái đường link lại để tối nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Ôi, cảm ơn nhà mình rất rất nhiều. Cô Lanh yêu cả nhà mình nha.